Xin chào các bạn. Trong cái video này thì cô Cần sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà load lên một cái file Windows mà chúng ta đã cài đặt rồi. Thì đây là một cái trường hợp cũng khá là may mắn của cô Cần khi mình đã backup tất cả những cái file Win mình đã cài trên máy tính VMware. Thì những cái file Win này thì khi mà nó bị chết ổ cứng hoặc là bị lỗi win thì chúng ta sẽ cài lại, thì chúng ta có thể backup lại những cái file win này, có nghĩa là một cái folder của nó luôn, ví dụ như một cái máy ảo là PC03 này này thì mình đã backup lại ha. Thì sau khi đã cài win xong rồi á thì mình sẽ vào trong cái home, vào cái trang home, rồi sau đó các bạn tích chọn cho mình là cái Open Virtual Machine này, các bạn mở thằng này ra, và trong phần này thì mình sẽ chọn đến cái một cái folder máy ảo mà đang dùng ở trong cái thời gian trước đấy, và sau khi mình cài win lại thì nó mất hết ở trong cái danh sách này, thì bây giờ mình chỉ có cần log lên thôi ha. Ok, ví dụ như trong phần này thì mình chọn Open ha. Đấy, thì sau khi mình open lên thì mình sẽ chọn play. Và trong phần này mình sẽ chọn là do not show cái này ha, cancel. Ok, thì như vậy là cái máy Win này, cái máy máy app này nó sẽ khởi động lên cho mình. Ok, thì như vậy là xong ha. Thì đây là một cái video mà mình chia sẻ cho các bạn cái cách load một cái file Win, cái máy ảo mà mình đã dùng trước đó, và sau cái quá trình mà lỡ bị lỗi Win hoặc là bị hư ổ cứng thì chúng ta có thể là phục hồi lại như thế này một cách nhanh nhất. Thì để làm được như thế này thì các bạn nhớ trong cái quá trình làm thì các bạn nhớ lưu backup cái file Win này lại ở trong một cái ổ cứng khác hoặc là trên driver Google. Đấy, thì đây là một cái cách mà chúng ta backup và log cái file win lên. Nên chúng ta không cần cài đặt trên VMware, không cần cài mãi cài mới lại ha.